Hello, xin chào các bạn. Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh của mình. Mình là Đại Ca đây. Thì hôm nay mình sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ la hình lá cờ Việt Nam nha. Thì các bạn nhớ nhớ ủng hộ và đăng ký kênh mình để mình có thêm động lực ra video nha. Thì giờ bắt đầu nào. Thì trong lúc vẽ hình hình lá cờ hình lá cờ Việt Nam ấy, thì chúng ta sẽ chia nó thành hai phần, đó chính là hình chữ nhật và hình ngôi sao. Thì hình chữ nhật thì hai hình đó nó phải được tô màu, và hai cái hình đó nó phải ở giữa tâm. Nên chúng ta sẽ vẽ chúng ta chia nó thành hai phần. Nên chúng ta sẽ tạo ra hai cái khối định nghĩa. Cái khối định nghĩa đầu tiên chúng ta đặt là hình chữ nhật. Đấy, khối đầu tiên chúng ta đặt là khối hình chữ nhật nha. Rồi, rồi tiếp theo thì chúng ta sẽ làm là hình hình ngôi sao. Rồi đấy, chúng ta tạo ra hai khối hình chữ nhật, hình ngôi sao nha. Thì mình sẽ tô vẽ một cái đối tượng mà để cho các bạn biết nó ở đâu và hướng nó ở đâu nha. Đầu tiên các bạn đỡ cho nó to lên, đỡ cỡ 24 ấy, là các bạn đỡ vẽ nó giữa tâm một dấu nhỏ. Rồi cái đèn đặt một nhỏ lại, rồi vẽ phần bên phải, vẽ một cái đoạn thẳng phần bên phải, là các bạn sẽ biết là nó ở theo hướng nào nha. Rồi như vậy á, thì trước khi bắt lúc vẽ thì chúng ta sẽ tới phần chuẩn bị trước nha, rồi mới tới phần thực hiện. Đây, phần thực hiện đây là chúng ta thêm khối lọ khi mà lá cờ màu xanh nhấn vào. Rồi là chúng ta sẽ thêm khối lọ xóa hết tất cả màn hình, xóa tất cả, có nghĩa là xóa hết cái sân chơi mà lúc trước mình vẽ vậy, để mà mình reset vẽ lại. Tiếp theo chúng ta sẽ thêm khối lọ nhấc bút lên, thì khối lọ bên up này nó sẽ làm cho cái bút nó không có vẽ nữa. Đấy, rồi tiếp theo các bạn đi đến đó. Rồi tiếp theo ấy thì các bạn sẽ đặt màu bút đâu đây, đặt màu bút lên màu đỏ đúng không. Rồi đặt màu đỏ nha. Đấy, rồi lúc đó thì các bạn đi đến tụi ít là mấy à, là không, còn tọa độ y là không, nó không nha. À, đây là ở giữa tâm đúng không, nhưng giờ chúng ta chỉ muốn là làm cho nó tô màu hồng là nó phải ở giữa tâm. Thì các bạn biết ấy, thì cái đỉnh của cái hình chữ nhật nó ở góc khác, nên các bạn chỉ xem có lần là đi đến điểm x là không trừ cho chiều dài của hình chữ nhật chia cho 2 nha. Thì đặt chiều dài hình chữ nhật là 300. Thì tại sao mình lại đặt như vậy? Vì bởi vì cái 300 là chiều dài hình chữ nhật đúng không? Thì nó chia 2 bằng 1 nữa. Thì nếu mà mình ở giữa tâm mình tô cái màu hình chữ nhật ơi, thì hình chữ nhật nó chỉ có bên trái, hai bên là bên trái bên phải, mà mỗi một bên của nó là một nửa, một bên của nó cũng là một nửa, nên chúng ta thêm là không chia cho 300 chia cho 2, nó ra âm 150. Thì nó sẽ đi đến một góc bên trái, góc đỉnh bên trái của hình chữ nhật. Rồi thì các bạn thấy thì giờ tọa độ y cũng như vậy.
Thì chúng ta sẽ đặt chiều dài của hình chữ nhật là mấy ta? Không, chiều rộng là 200 nha. 200. Đấy. Đây xem thử. Nhóm này nó sẽ đi đến một cái góc đỉnh của hình chữ nhật rồi. Rồi, tiếp theo các bạn thêm khối lớn nó đi đi đến đi đến hướng ở phía 90 độ nha. Vì lúc vẽ này nó sẽ vẽ bằng hướng. Rồi. Tiếp theo. Đây là phần chuẩn bị xong rồi. Các bạn bật bên down. Đây bên down đây. Rồi. Thì phần chuẩn bị nó đã xong rồi nha. Thì nếu các bạn nào muốn đặt cái kích thước màu vẽ, các bạn thêm khối lớn, đặt cái set bend size fill. Là các bạn đặt 2 về 3, 2 hoặc là 3 là vừa. Thì mình cho nó mặc định là 2. Rồi, thì chúng ta để xong phần chuẩn bị. Giờ tiếp theo đó chính là phần phần mà chúng ta sẽ thực hiện đồ vẽ hình chữ nhật qua hình ngôi sao, ghép lại hình 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 Việt Nam. Thì đây cho chúng ta đã tạo ra hai khối định nghĩa không? Chúng ta sẽ thêm khối hình chữ nhật. Rồi chúng ta thêm khối lệnh đặt màu của nó là màu vàng. Rồi thì chúng ta thêm hình ngôi sao, có vậy thôi. Đấy, như lúc đó vẽ xong thì chúng ta sẽ đi đến tọa tọa độ không ở giữa tâm nha, đỡ mà vẽ hình ngôi sao ấy nha. Rồi giờ vẽ hình chữ nhật. À, đầu tiên đó chính là vẽ hình chữ nhật, định nghĩa của vẽ của hình chữ nhật thì chúng ta sẽ vẽ tô màu đúng không? Thì mình sẽ nói cho các bạn một cách để mà vẽ, là cách đó là các bạn sẽ vẽ nhiều cái đoạn thẳng, nó ghép lại theo theo chiều cao, theo từng hàng thì nó sẽ tạo thành một cái tầng to, tầng đoạn thẳng mà nó to. Nhưng các bạn nhìn thấy nó sẽ giống như là một cái hình chữ nhật. Đấy. Rồi giờ vẽ nha. Chúng ta sẽ thêm cái khối lờ lên, lặp lại chiều rộng, lặp lại theo số bước của chiều rộng hình chữ nhật ấy. Là lúc nãy mình ghi chiều rộng của hình chữ nhật là 200 đúng không? Đấy. Thì bởi vì mấy cái đoạn thẳng nó cần phải lặp lại bao nhiêu lần là mới tạo đoạn thẳng theo tầng mà nó có chiều rộng hình chữ nhật mà giống với hệt đấy. Thì chúng ta sẽ cho nó lặp lại 200 tầng, 200 tầng thuận thẳng thì nó sẽ bằng chiều rộng của hình chữ nhật. Đây chúng ta sẽ cho nó hướng vào phía 90 độ, chúng ta cho nó di chuyển 100 bước, không, di chuyển chiều dài của hình chữ nhật là 300 đúng không? Chiều dài của hình chữ nhật là 300. Di chuyển à. Đợi. Mình cho nó đi đi. Rồi ok. Rồi bên down. Đây. Rồi cho nó đi đến 300 đi. 300 là đây đúng không à? Đây là một cái đoạn thẳng rồi. Rồi chúng ta cho nó lui lại. Đỡ mẹ cho nó vỉ sang một tầng nha. Copy được, copy nó ơi, cho nó rui về 100 độ như vậy. Thì cái bài nhìn ơi, lúc nó chạy nó chỉ lặp lại như dây mãi đúng không, nó chưa thay đổi gì hết bởi vì nó chưa dịch lên trên một tầng nào hết, nên chúng ta sẽ cho nó thay đổi tọa độ y. Thay đổi tọa độ y là một, và chúng ta sẽ xem thử. Thì nó dịch lên cho chút một chút là nó vĩ lại nữa thì các bạn sẽ thấy khác khác hơn chút. Thì đấy, đó là cách vĩ hơn chữ nhật theo cách dễ nhất. Rồi các bạn nhớ nha, lặp lại theo chiều rộng của hình chữ nhật là di chuyển chiều dài của hình chữ nhật và di chuyển âm
không chưa cho chiều dài của hết chị nhỏ. Qua thay đổi dịch lên chơi một chút là thay đổi từ được y lên một. Rồi tiếp theo chúng ta thì đến hình ngôi sao. Hình ngôi sao thì các bạn thấy lúc mới làm xong thì nó sẽ đi đến tâm, nhưng nó để tạo một đoạn thẳng màu vàng lúc mà đi đến tâm rồi. Nó lúc này đặt ở đặt cho trước, lúc này đặt cái khối lệnh bên up nhấc bút lên trước trước khi đi đến, trước khi mà nó đi đến giữa tâm từ vị hết người sao nha. Rồi thì tiếp theo chúng ta sẽ lập lập trên cái khối khối lệnh ngôi sao mà chúng ta đã tạo ra. Rồi chúng ta sẽ cho nó hướng qua phía không nha, hướng về phía không. Rồi rồi chúng ta sẽ cho nó di chuyển một cho nó di chuyển một 120 bước nha. Thì mình sẽ chỉ cho các bạn cách vẽ hình ngôi sao mà nó tô màu à. Thì một cho độ dài của một một cái cánh của hình ngôi sao ấy thì nó sẽ lên 120, nên một góc nó có chiều dài 120. Đây cho nó di chuyển 120 bước à, hay là di chuyển ít hơn rồi cho nó chạy lại nha. Rồi cho nó di chuyển cỡ 50, 60 hoặc 70. À, di chuyển 60 đi. Đấy các bạn thấy nó di chuyển 60 đúng không? Rồi nó hướng đó nó di chuyển 60. Hình ngôi sao cho nó bên đeo nha. Đặt bên đeo vô các bạn. Đặt bên đeo. Rồi bên đeo cho di chuyển, cho nó quay lại chỗ cũ đi. Đợi đây nó di chuyển 60 bước à, thì nó lên đây rồi đúng không? Tiếp theo các bạn sẽ cho nó quay xoay phải 180 độ hoặc là xoay trái 180 độ để cho nó quay ngược lại à. Đấy rồi chúng ta sẽ cho nó xoay trái 18 18 độ. Thì bởi vì hình ngôi sao thì cái đỉnh góc của nó sang cái hình xem cái góc tiếp theo là nó chỉ là 36 độ, nên nó cách xa số độ là 36 độ. Nó đây chỉ xe trái 18 độ và cho nó lặp lại 36 36 lần là 36 độ là cách xa của một góc ấy. Rồi lấy lúc này thì cho nó di chuyển theo chiều dài của một góc của hình ngôi sao nha, chiều dài của một góc hình ngôi sao. Thì lúc nãy chúng ta cho nó di chuyển 60 bước lên đúng không? Giờ hôm nay lặp lại 36 lần là di chuyển 60 bước à. Xong rồi cho nó di chuyển âm 60 bước lại là không chưa cho 60 ấy. Đấy, nó thì quay lại cho cũ. Và cũng giống như kia, cũng giống như hình chữ nhật này. Nhưng cái phần cuối lệnh cuối này nó sẽ khác, đó chính là cho nó sẽ cho xe phải 1 độ. Sau đó chúng ta làm tiếp thế kiểu vậy, qua chạy thử không. Đấy nó cứ lặp 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 lại như vậy thôi, lại nữa cho đến khi mà nó xong ấy, kiểu vậy cho nó lặp lại nha. Bật turbo đi. Thấy nó lên vậy đúng không? Giờ là chúng ta cho tiếp theo chúng ta cho nó quay lại chỗ chỗ tâm tâm của cái màn hình là ở giữa màn hình lại. Là chúng ta sẽ cho nó xoay phải. Xoay phải 18 độ lại. Không, chúng ta cho nó xoay trái 18 độ lại nha. Thì các bạn nên bạn đặt cho nó xoay ở trước mà các bạn đặt nó xoay trái 18 xoay phải 18 độ ấy, vậy ở dưới xoay phải 18 độ nha.
và trong cái lệnh lập là 36 nó vẫn xây thì nó xây phải chứ anh xây trái lại đây cho nó xây xây trái 18 độ à. Rồi tiếp theo cho nó đi đi 60 bước đồng nghĩa với đi theo số bước đi theo chiều dài đi số bước là chiều dài của ngôi sao đấy đi xuống à. Rồi cuối cùng là các bạn cho nó xoay phải 180 độ đấy nó quay lại chỗ cũ với hướng là không. Rồi lúc đó thì cuối cùng các bạn cho nó xoay xoay phải 74 độ hay là xoay trái 74 độ. Các bạn lấy 360 chia chia cho 5 đi thì hình ngôi sao nó có 5 góc. Giờ lúc đồ màu thì nó không phải là 144 nữa thì nó chỉ là một 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 cách xa một góc của hình ngũ giác nha. Để lấy 360 chia cho 5 là bằng 72 độ. Đây nó xoay phải xoay trái 72 độ của không sai thì nó sẽ lặp lại như vậy 5 lần đúng không. Thì các bạn nếu mà các bạn xem bài trước của mình là cách cách nở mèo vĩ hình mà theo số cạnh mình muốn ấy, thì các bạn sẽ biết liền. Chúng ta cho nó lặp lại 5 lần vì hình ngôi sao nó có 5 cạnh. Rồi chúng ta gắn vào, chúng ta gắn vào cái phần này nè. Cho nếu mà các bạn đổi cái khóa lệnh hướng vào phía không hoặc là nó chỉ hướng vào phía không lặp lại vậy mãi nhưng nó vẫn là một cạnh thôi. Rồi chúng ta tắt cái thumbnail và chúng ta sẽ chạy. Đầu tiên là hình chữ nhật đúng không, tiếp theo đấy nó làm lần thứ hai lần thứ ba lần thứ bốn lần thứ năm mà nó hết liền đấy. Thì chúng ta đã vẽ xong hình ngôi hình lá cờ Việt Nam nha. Thì nếu các bạn thấy thích video này thì các bạn nhớ nhấn một share, một like, một subscribe và một nút nhận xét ở phần mô tả nha. Và các bạn nhớ nhấn nhớ làm cái thêm cái lệnh cuối cùng là lệnh 2 ở chỗ start đây à. Để cho nó cho đối tượng nó trốn nữa mà các bạn có thể nhìn thấy hết lá cờ Việt Nam ấy. Rồi xin chào và bye bye. Bye.